Chào mừng cô bác quý anh chị quý nhỏ đã trở lại kênh Chí Sĩ Trên Dừa. Chị Tuyên Lan đang đi bẻ củi, cha đang làm việc trong nhà, thì giờ phải ra coi chị Tuyên Lan bẻ củi. Hôm nay chị Tuyên Lan làm anh nông dân. Trời ơi, Tuyên làm giỏi ghê không? Còn chú ba à, đứng không à. Ông chú ba đây thì đây là cuộc sống hôn quê nha mọi người. Ở quê thì chúng ta không cần dùng tới gọi là thiết bị công nghệ đồ nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn có đủ nha mọi người. Cái này là làm vì đam mê, làm là để rèn luyện sức khỏe, vận động rồi sức khỏe. khi mà cái giá ga của chúng ta tăng từ giữa năm tới giờ thì nó tăng là lên là 5-6 lần, 5-6 lần luôn. Hồi đó bình ga có 200 mà, như 200-250 chúng ta giờ lên 300-400 rồi. Hồi đó 200, lúc đầu 200-250, 200 đâu. Nãy giờ xin tin bé cục đóng củi coi nè, nghe chưa? Tin vợ chưa? Lên 200, lên 250, 300, giờ lên 400 luôn rồi. Thiện mới đổi đây nè. Đó, giá điện của chúng ta cũng tăng liên tục, giá xăng cũng tăng liên tục, đúng không? Thì giờ chúng ta xây vườn, chúng ta làm gì? Anh gì vườn, anh làm gì? Anh nuôi cá nè. nuôi cá. Anh trồng rau và anh kiếm củi. Làm việc này vừa rèn luyện sức khỏe nè. Đừng nhớ mà. Vừa tiết kiệm được tiền ga đồ này kia. Rồi, xin ghim củi vô đi. Rồi cho ba ghim vô. Đây anh tòng rau và anh nuôi khế nè. Nè, coi đây cái khế nè. Ủa cái khế này thì tái sai với. Hôm qua chị Tiên nó hái cho cá ăn rồi đó. Dạ hả? Hái có chục trái luôn. Dữ, thì hái luôn đi. Nó lùng lùng nó hái được á. Tiên hái nữa đi Tiên. Cái này là củi. Cái này là củi gì? Củi mít. Củi mít mà, củi mít còn bên đây cái khế. Ừ, đó. Hái về rồi hãy xuống cho cá ăn đi con. Hôm qua thì Tiên hái quá chừng luôn, cả chục trái luôn á. Thôi thả Dũng hồi cá mới lên. Hai hái tiếp rồi nè. Ủa, chú ba đâu vậy? Chú ba. Đây nè. Đâu vậy? Đây nè. Đây. Mày trốn rồi, ai dẫn nó vô mẹ mắt ấy à. Dẫn nó vô kìa. Không có đâu, tao đang cầm ôm củi mà. Không củi nè. Đúng. Đúng. Đây bim tốn ghê chứ. Rồi. Đó, thấy chưa? Nãy giờ chị Tin được 4 trái rồi đó. Đâu? Đó, thấy chưa? Hay, khoe lên rồi. Hay quá. Rồi dục xuống. Rồi. Ở vườn là nó chỉ ăn cá, ăn rau, ăn trái được không đó. Đây là mô hình vườn ao chuồng. Vườn chuồng. Vườn. Vườn ao chuồng. Chim ngủ rồi. Thôi, đó thấy không? Thấy chưa? Thấy tiền hái chưa? Hai. Đây nữa nè Tiên. Ôi sao nãy giờ mình không ăn cho giải cảm. Hôm qua chị nó hái chế dục dũng rồi, nay nó cũng hái nó bẻ củi cho nó dục dũng. Nó dục cho hộ bên đây nữa, nó cho hai hộ ăn luôn nữa. Ừ, ghê hả? Hay ghê không? Ngọt quá vậy. Ừ, chứ nó đâu có cho một hộ đâu. Ừ. Ngọt quá vậy. Ừ, thấy ngọt mà. Ừ. Để nó chín cho nó ăn ngon con. Thôi được rồi. Hái lại. Rồi Tiên ghim củi vô. Có đâu. Đưa cho nó ăn cây, ghim vô cây. Kìa có cây kìa. Cầm lên. Đó cây đó đó, Tiên ghim cây đó đi. Ừ thôi ghim cây đó cũng được. Thì rồi vô. Vô. Rồi vô. Rồi. Nuôi Tiên ngọt, ghim củi. Cái thằng mà nó nói nè, coi nó đứng không mà không. Ừ. Để bà già cái. Ê, đi. Đi qua. Đi. Mình hết. Đi. Mình thì mắc làm cameraman nè. Cực khổ. Ơi, xin cho cả nhà. Đi. Đâu vậy? Đi heo bà nội vô. À, cá vô.
rồi, nó lắm nha. Vô nè, vô nè, đưa tin. Thôi cho vô à, cháu này nội vô. Dẫn nó vô, cởi cái quần ra. Lại bắt gà tên ơi, tên. Lại bắt gà nè. Tên. Ờ. Ồ. Cả hai tháng có khác. Sung dữ. Tên ơi, lại bắt gà là tên. Tên. Ồ, con gà bắt đã quá. Đây con gà nè. Càng gà tắn nè. Hả? Rồi rồi thôi được rồi, được rồi. Cái. Vô. Vô. Vô vô. Gà tắm vượt vô bắt rồi bắt. Con gà què chân đi không nổi, còn bắt không nổi. Rồi. Vô. Cái gì đem ta đây. Cha sẽ đem sẽ vô trước. Đây, thu hoạch. Được một đống củi để chúng ta làm những cái món bếp lò. Giờ hôm trước thì mọi người đã được coi cái củi gọi là củi dừa. Dừa này là gáo dừa, chứ dừa mà chúng ta ăn á, thì chúng ta bỏ cái vỏ lại á đó. Hoặc là chúng ta nạo á, chúng ta sẽ nấu bếp nè. Đây, sẽ nấu, mày nấu cơm hay gì mà? Mà nấu cơm hay gì vậy? Đó, tí chúng ta sẽ làm cháo gà mọi người. Đây là cái nồi nước để chuẩn bị nấu bánh canh nha mọi người. Rồi, vô đi chặt củi với đi hái khế. Vô để chúng ta nấu bếp lò nè, khá này nha. Xì tin thì chưa chịu vô nữa. Xì tin quậy đó, chú ba còn bắt xì tin đi không xong. Vô chưa? Vô, cho nó vận động đi, cho chú ba vận động cho hết lạnh ha. Rồi, euro vui nhộn hay vui thì nhớ like, đăng ký, subscribe chứ. Kênh Chí Xì Tin Dừa và xin đen nha. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.